Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ ba thanh niên Trung Quốc để điều tra về hành vi giết tài xế taxi để cướp xe. Báo chí trong nước loan tình. Ba người gồm hai nam một nữ từ 16 tới 18 tuổi bị cảnh sát giao thông Quảng Bình bắt giữ sáng 28 tháng 7 tại thị xã Ba Đồn sau khi đã gây tai nạn cho hai xe máy và một xe hơi. Trước đó, họ không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông là dừng xe để kiểm tra mà tăng tốc bỏ chạy khiến công an truy đuổi. Khi bị bắt, ba thanh niên này đang lái chiếc taxi từ Nam ra Bắc và khai rằng đã sát hại một tài xế taxi và cướp xe để chạy về Trung Quốc. Nạn nhân Nguyễn Văn Hải, 47 tuổi, nhân viên lái xe taxi cho hãng Mai Linh, bị sát hại tối ngày 27 tháng 7. Đây không phải là lần đầu tiên người Trung Quốc phạm tội ở Việt Nam. Công an tỉnh Khánh Hòa hồi tháng 2 khởi tố hai người Trung Quốc với cáo buộc mua bán dâm vị thanh niên ở Việt Nam. Trước đó, hội tháng Giêng, Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc bị truy nã quốc tế về tội buôn người, với tổng số nạn nhân lên tới 13 phụ nữ Việt Nam. Liên hiệp châu Âu muốn khởi động nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên đối tác chiến lược toàn diện. Truyền thông nhà nước dẫn lời người phụ trách chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, Joseph Borrell, tại cuộc họp báo ở Hà Nội, cho biết. Ông Borrell, vốn cũng là phó chủ tịch ủy ban châu Âu, đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29 tới 31 tháng 7, theo lời mời của Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn. Tiền phong dẫn lời ông Borrell tại cuộc họp báo song phương với ông Sơn sáng 30 tháng 7 rằng Tôi mong muốn chuyến thăm lần này sẽ khởi động quá trình nâng cấp quan hệ giữa hai bên, sau đó sẽ là quyết định triển khai những nỗ lực hợp tác, trao đổi để xúc tiến nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới. Theo ông, Việt Nam là đối tác quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của EU, là nước mà EU ký kết nhiều thỏa thuận nhất trong khối ASEAN, trong đó có hiệp định thương mại tự do. Về vấn đề biển đông, ông nói, bất kỳ căng thẳng nào ở đây cũng có thể ảnh hưởng tới lợi ích trực tiếp của EU. Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị EU tiếp tục cung cấp viện trợ phát triển chính thức ODA cho Việt Nam, gỡ bỏ thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam do đánh bắt bất hợp pháp mà EU đã áp đặt từ năm 2017, thúc đẩy phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU và giúp đỡ Việt Nam triển khai đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Việt Nam-EU có khuôn khổ quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện Châu Âu là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam sau Mỹ và Trung Quốc và là nhà cung cấp viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Báo nhà nước dẫn lời Chủ tịch nước Tô Lâm rằng EU là đối tác rất quan trọng của Việt Nam. Cứ 100 người dân Việt Nam có gần 92 thuê bao di động, phần lớn dùng điện thoại thông minh. Báo chí nhà nước dẫn số liệu từ Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết hôm 29 tháng 7 nửa đầu năm nay, số thuê bao di động ở Việt Nam tăng trên 7% so với cùng kỳ năm ngoái, trung bình là 91,9 trên 100 dân, tức là lần đầu tiên tỷ lệ này vượt trên 90%. Tỷ lệ người sử dụng Internet nói chung ở Việt Nam ước tính là 78,1%. Tính tới tháng Giêng năm ngoái, Việt Nam đứng thứ 12 trên thế giới về lượng người sử dụng Internet. Theo trang Statista ở Đức, chuyên thu thập dữ liệu về toàn cầu và các thông tin chuyên sâu về các doanh nghiệp Đứng đầu thế giới về dân số kỹ thuật số là Trung Quốc với trên 1 tỷ người, tiếp theo là Ấn Độ, 692 triệu người và Mỹ, trên 311 triệu. Dưới ba nước này theo thứ tự là Indonesia, Brazil, Nga, Nigeria, Nhật Bản, Mexico. Hai nước Philippines và Ai Cập lần lượt đứng thứ 10 và 11 trong danh sách. Việt Nam, nước sở hữu nhiều mỏ dầu khí, nhập khẩu rồng, xăng dầu tổng trị giá 3,62 tỷ đô la từ đầu năm tới giữa tháng 7. Báo chí trong nước đưa tin hôm 29 tháng 7 dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan. Trong 6 tháng rưỡi vừa qua, Việt Nam xuất khẩu 1,3 triệu tấn xăng dầu, tăng trên 8% về số lượng và trên 7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái khách hàng mua nhiều xăng dầu nhất từ Việt Nam là nước Campuchia láng giềng, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu xăng dầu sang Campuchia giảm sấp xỉ 30% cả về số lượng lẫn trị giá. Mặc dù là nước khai thác và xuất khẩu nhiều dầu thô, nhưng Việt Nam vẫn nhập khẩu xăng dầu gấp nhiều lần xuất khẩu, số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy. Từ đầu năm tới giữa tháng 7, cả nước nhập khẩu hơn 5,8 triệu tấn xăng dầu các loại, tổng kim ngạch là 4,7 tỷ đô la, tăng 3% về lượng và tăng 4,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tổng lượng cung xăng dầu các loại ở Việt Nam 6 tháng đầu năm thì nhập khẩu chiếm trên 44%, còn sản xuất trong nước chiếm trên 55%. Trang web của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, Việt Nam có trữ lượng dầu mỏ khoảng 4,4 tỷ thùng, xếp thứ 28 trong các quốc gia có trữ lượng dầu mỏ được xác minh trên thế giới. Hiện nay, Việt Nam xếp thứ tư trong khối Đông Nam Á về xuất khẩu dầu mỏ và có thể sẽ duy trì sản lượng khai thác ở mức khoảng 340.000 thùng một ngày trong vài năm tới.